cháu em năm nay được 9 tuổi, em nặng 32kg, cao được 1m32. Ở đó thì em cũng cho học hát, học này học nọ. Sau này bé nó thấy trên TV, nó thích, nó nói mẹ ơi con thích học như vậy. Mỗi bữa mà trời mưa hay là em bận cái gì em cho cháu nó nghỉ, nó năn nỉ mẹ ơi cũng phải trời mới mưa chở đi. Thường ngày là từ thứ hai tới thứ sáu là mình đã bắt đi học rồi, những cái giờ thứ bảy chủ nhật cháu nó nghỉ mình để cho nó xả stress nè, nó chơi vui, chứ để nó đi học không là không được. Thấy nó đau mình sốc ruột, mới đầu thì em không dám nhìn đâu, cái em đi ra cái nó tập mấy lần nó quen, hỏi sao mẹ không vô mày ngồi. Nhiều khi tập quá sức, với lại mấy cái aerobic này là phải dẻo, nên nhiều khi đau nhưng mà không bao giờ khóc. Nói nếu mà con đau quá thôi con nghỉ. Dạ không, con đau con cũng chịu, nhưng mà con đau con ra con nói mẹ nghe thôi, rồi đi vô học tiếp. Sức khỏe rồi nó vui vẻ hơn, nó năng động hơn và có cái tính là tự lập. Một người mẹ thì lúc nào cũng cảm thấy là vui vẻ, con nó vui thì mình vui, hãnh diện vì con mình là có thể là nó học được như vậy. Phát ra con làm được, con làm được, gồng dáng lên, làm lại nha, chậm, tập tay.